Xin chào các bạn. Video này sẽ hướng dẫn các bạn là chọn mua cái kết xuất Việt Tiệp mà chuẩn chính hãng và chất lượng. Đây là một mẫu kết xuất cơ nhỡ chuyên sử dụng cho gia đình và văn phòng công ty. Thì kết xuất này thì bao gồm có thứ nhất là phải có khóa này và bảng điều khiển. Đó. Bạn có thể mở bằng hai cách: khóa kết hợp với cả mã điện tử. Đấy. Hoặc là khóa kết hợp với cả một cái gọi là cái chìa khóa khẩn cấp. Đấy. Hai chìa kết hợp để mở khi mà hết pin hoặc quên mật khẩu. Về đây. Cái sắt thì đều có tem chống hàng giả. Có logo công ty sản xuất kết sắt Việt Tiệp. Về kích thước thì đây là kích thước cỡ nhỡ chuyên sử dụng cho gia đình và văn phòng. Về tính năng thì chọn kết sắt có tính năng chống cháy và có báo động khi mà nhập sai mật khẩu quá 3 lần thì chuông báo động sẽ hú lên. Thì để mở kết sắt thì bạn chỉ cần ấn thăng, nhập cái mã 1234, ấn thăng 123456 thăng open. Các bạn ấn xoay tay cầm để mở két. Bên trong két thì được chia làm hai ngăn. Đấy. Vì đây là cỡ nhỡ nên là bên trong sẽ chia làm hai ngăn. Cái ngăn trên là ngăn kéo có khóa và ngăn dưới là có thể để giấy tờ được. Đó. Bên trong này các cái chứng chỉ giấy chứng nhận ISO và giấy chứng nhận về chất lượng. Mình sẽ mở cái ngăn bên trên cho các bạn xem. Đó, bên trong này cũng rất là rộng để được tiền. Ngăn dưới thì để giấy tờ. Bên trong này có ba cái chốt khóa cố định. Đấy. Khi đóng vào thì nó sẽ ăn vào cái hèm trong này và có thể chống được cắt bản lề rất là tốt. Kể cả khi ai đó cắt bản lề cũng không thể mở được cái sắt. Còn bên ngoài này là ba cái chốt đông để đóng mở két nó vào đây. Có tính năng tác dụng là chống cậy phá két. Cái cánh két thì nó được ngăn cách, được chưa? Đó, bằng lớp này. Vừa đảm bảo chống cháy, vừa đảm bảo an toàn chống trộm. Một cái nữa là bạn nên chọn cái kết sắt mà cái lưu ý là bạn nên thay pin chuẩn chính hãng. Đó. Thì pin chất lượng tốt thì kết sắt sử dụng được lâu hơn và mạch sẽ không bị gì sét và nó rất là bền. Đây, một tính năng mà mở bằng chìa khóa. Đối với kết sắt Việt Tiệp thì lúc nào cũng mở bằng hai tính năng. Bạn có thể mở bằng chìa khóa bằng cách là xoay chìa khóa này và cắm chìa khóa phụ vào và đóng mở két bình thường, rất là thuận tiện. Đây. Rồi. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn là chọn kết sắt Việt Tiệp mà chuẩn chính hãng cỡ nhỡ chuyên sử dụng cho gia đình và văn phòng. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy comment phía dưới, hoặc là muốn đặt hàng thì hãy gọi điện hoặc là comment cho mình. Đó, nhắn tin qua Zalo cho mình. Công ty sẽ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại nhà. Xin chào.